Nó nghe lên quá trời. Rồi, mày ngồi mày mày quay cái lưng, mày quay cái mặt lại anh luôn nè. Nó nhồi đằng kia thấy bệnh thì chứ. Không, nghe, nó nghe nó nhồi. Dặn y cũ nha, lớp súp lại dài lại nha nè. Đó. Tôi ăn rồi, tôi ăn rồi. Chào Tấn, chào luôn tôi quay. Chào anh em. Rồi, mình làm chiên cám lại nha nè. Thứ năm là dứt nha nè. Anh em theo dõi Facebook chị Nam, thứ năm này Nam có trẻ con heo 5 triệu vô soi và giải ngày cho anh em giúp luôn nha. Đây là chơi đặt vé cho. Rồi. Giờ cho nó ăn xong rồi cái chầm hai cự cắm đáy nữa, lụm lúa nè. Mày làm cái gì vậy? Rồi sao mày quăng chèo vô hả? Hay là bơ ra? Rồi thứ năm này mình dứt chiên cám lại nha anh em. Sẽ heo 5 triệu vô soi về giải ngày cho em dứt nha. Mai cho ăn cắm đáy nè, mai cho thêm cử nổi cử đáy nè. Anh em thấy không, quá trời cả. Lui ra ngoài. Dán số rồi lại lau ống sạch sẽ là mình lụm nha. Dặn 40 cây nha nè. Anh em chơi ai chơi đặt vé. Yeah.
Chào hết anh em nha, chào Út nhóc. Rồi rõ miếng nha. Nhậu quá trời nè, nó khét. Rồi cảm ơn anh em coi livestream nha. Hẹn gặp anh em vào thứ năm, anh em mai về đặt vé ủng hộ anh nha. Bên nữa. Tôi lỏng rồi anh em. Một lịch này cũng 60 cây à. Đấy. Cây này ăn cám rồi. Chim hả cha đây. Còn gì nữa? Cá. Cá cha không chờ. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu. Vô. Vô hồ chết luôn rồi. 20.000 ký. Sáng con kia 12 ký hả? 2 ký với 50 ngàn. Chứ còn 50. Trời ơi. Giờ 50 nữa. Rồi. Đó, 50 nữa là sai hay. Này là tình cảm anh em chơi vui vẻ tính 50 đó chứ con này cũng 4 ký à. À. Sáng cũng con y vậy. Rồi. Cám luôn. Xong chú hồ luôn rồi. Ba con. Cái gì đâu mà mang nó lúc nó nhét vô cái chân đau gần chết. Con nhỏ kia lấy bún quá. Chào anh Vũ. Chào anh Bảo Cộng. Xả nước ra như thế này, đang đang bơm nước vô lại ha, xả ra cũng nhiều nè, xả ra cũng khoảng 60 rồi, sáng mới chờ ăn thử cám nổi, sung quá trời sung, đây, thôi,
gió nó thổi cám về nữa nè. À, 60. Xả ló bà cái luôn nè. Đang bơm. Đây, vào biển đi. Chào Thắng Nguyễn. Cái năm này quýnh lại chiên cám nha nè. Chết cá luôn. Cá nước vô cá nhảy lên bờ luôn. Chiên cám sẻ heo nha. Anh em nào chơi tranh thủ liên hệ giùm Nam. Đặt vé nha. Có 40 cây thôi. 600k một cây. Bên không anh Dũng ơi, bên đây là cái hồ để
đây là nước nó thông qua em bơm nước, em bơm nước đó. Bên đây đâu có cầu, bên đó cái ống giữa đó không có cầu, cầu hồ bên đây. Em ý lưới này ngăn ra đâu có câu bên đó, câu kiện là câu bên đây. Bên đây là câu kiện. Chào Linh Đặng nha. Bên đây là hồ game nha. Chiều nay mấy đêm nó sẽ lao ống sạch sẽ nữa. Rồi, chờ anh cắm đáy là lắm. Rồi, cảm ơn em có lấy dịp nha.